Cách làm gà cuốn pha ke khiến ai xem cũng phải bất ngờ. Vì quá đau đầu với việc lễ lộc phải chuẩn bị gà nên mới đây, một thanh niên đã nghĩ ra diệu kế, làm một con gà giả. Nhiều cư dân mạng sở hữu cặp mắt tinh ranh nhất cũng bị đánh lừa, hóa ra con gà trong video được chính chủ điêu khắc. Từng đường nét của con gà luộc cuốn bao gồm bộ da vàng ươm, đầu còn nguyên vẹn, lỗ chân lông nhú lên vì nhiệt độ sôi của nước. Tất cả tạo nên một con gà luộc cuốn không thể hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì có không ít netizen cho rằng cái này làm để trưng bày thì được, còn đem đi cúng thì không nên. Hãy cùng Vi Vu đi khám phá khắp mọi nơi nhé!